Yo, hello anh em, 22. Chào mừng em quay trở lại với cái CM Park và channel của mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Cá nhân mình thấy là sau khi xem xong live đặc biệt của 4.3 rồi làm thông tin về banner các kiểu, sau đó là nói chung là một vài những thông tin khác, không hiểu sao tự nhiên mình lại thấy có một cái không khí khá là trầm lắng trước phiên bản mới. Và nó hơi kỳ cục đúng không anh em? Bình thường ở cái giai đoạn này thì mình thấy nó khá là sôi động nên ít nhất là về mặt tin tức. Có lẽ là vì phiên bản 4.3 nó chưa thật sự là có nhiều thông tin và những cái như kiểu là sự kiện web hay là các cái thông tin mà có thể cho anh em Nguyên Thạch miễn phí thì nó vẫn chưa tới. Để làm cho không khí chờ đợi phiên bản mới nóng hơn một chút thì mình sẽ điểm qua các cái thông tin hấp dẫn gần đây để anh em theo dõi nhé. Về 4.3 thì mình thấy có một số thông tin anh em có hỏi về cái chuyện là cái bộ di vật ở phiên bản 4.3 này thì có phải là một cái bộ mà anh em nên farm hay không? Thì sau khi xem xét nó thì mình thấy cũng có vài điều đáng chú ý. Mình sẽ đến với phần thông tin về hai cái bộ di vật đấy trước nếu anh em quan tâm nhé. Đầu tiên là về cái bộ Tiếng Đêm Trong Rừng Vang thì cái bộ này nó là bộ tăng tấn công 18% ở bộ 2 món. Nó cũng tương tự với các cái bộ tăng tấn công khác. Anh em biết rồi. Về bộ 4 món nó mô tả rằng là sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, mình dừng ở đây một chút. Nó chỉ ghi là sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố thôi, nó không yêu cầu anh em đánh trúng địch. Khác với các cái skill khác yêu cầu anh em phải đánh trúng địch rồi có thêm cái điều kiện đi kèm. Ví dụ như là búp cho nhân vật này, nhân vật kia, vân vân mây mây. Thì cái này đơn giản là chỉ cần bật kỹ năng nguyên tố lên xài được. Nó là khá dễ kích hoạt theo mình thấy. Tuy nó dễ kích hoạt như vậy nhưng mà nó chưa phải là tất cả của cái bộ di vật này. Nó vẫn còn những cái điều kiện khác ở bên dưới nữa. Mình sẽ đọc tiếp nhá. Thứ hai là nó tăng sát thương nguyên tố nham 20%. Vâng, cái này nó hướng đến các nhân vật sử dụng sát thương nguyên tố nham. Và nghe đây thì có thể anh em nghĩ ngay đến các nhân vật dùng nguyên tố nham có thể xài được. Nhưng mà có chắc như thế không thì chúng ta đọc tiếp nhá. Nếu được khiên sản sinh từ phản ứng kết tinh bảo vệ, hiệu quả trên sẽ tăng thêm 150%. Thì là 150% của 20% tức là 30% và nó cộng lại với nhau tức là sẽ được 50% tối đa từ cái dòng này. Tóm lại là tăng 50% tối đa nhé. Và hiệu quả trên sẽ biến mất 1 giây sau khi cái khiên kết tinh bảo hộ nó bị vỡ. Về khiên trong Genshin thì anh em đã biết về sự thật của nó rồi. Đó là nó sẽ không có kiểu cộng dồn vào. Tức là nếu một nhân vật của anh em có đủ các loại khiên trên người thì nó cũng sẽ không làm cho nhân vật của anh em trâu hơn. Chính vì thế thì khiên kết tinh nó sẽ rất là dễ vỡ, ngay cả trường hợp anh em có kẹp thêm cả Zhongli vào nữa. Và nếu anh em có thêm những cái khiên khác nữa thì nó cũng sẽ chịu một cái lượng sát thương tương tự như vậy. Với cái việc khiên kết tinh nó dễ vỡ như vậy thì rõ ràng rằng là để tận dụng được cái bộ 4 của cái bộ di vật này thì nó sẽ không phải là dành cho tất cả mọi loại nhân vật. Và chắc chắn rằng là nó đã được thiết kế dành riêng cho bộ kit của Navia với những phát bắn gây sát thương, sốc sát thương rất là nhanh. 1 giây cái khiên kết tinh nó vỡ thì anh em vẫn có thể tận dụng được. Còn với những nhân vật khác thì tận dụng cái bộ này nó sẽ khá là khó khăn. Có thể sẽ không tận dụng tốt bộ 4 của cái bộ di vật này. Như các nhân vật như là Noel và Ito thì mình nghĩ rằng họ cũng là nhân vật có sát thương lớn trong một cái khoảng thời gian. Nhưng mà chắc chắn rằng đó không phải là nhân vật sốc sát thương trong một phát bắn. Và điều kiện thứ hai mà các nhân vật như là Noel và Ito không xài tốt bộ này, đó là do cái bộ hai miếng của bộ này nó lại tăng tấn công. Và Noel và Ito có thể tận dụng được chiều tấn công nhưng mà họ tận dụng tốt hơn đó là chỉ số phòng ngự. Cứ một chỉ số phòng ngự của Noel thì sẽ cho sát thương cao hơn 1,3 lần so với chỉ số tấn công. Cho nên là cái bộ này nếu như sử dụng cho các nhân vật như là Noel hay là Ito thì nó sẽ không hiệu quả. Nói chung là nó sẽ không tận dụng tốt được. Những cái bộ đang có vẫn là những cái bộ mà nên xài. Một trường hợp mà mọi người hay đề cập đến sử dụng bộ này tốt thì có thể là Ninh Quang. Thì mình cho rằng Ninh Quang có thể là nhân vật sử dụng được. Đúng là Ninh Quang hiện tại thì chưa có những cái bộ 4 dành cho nhân vật thực sự tốt. Nên mình nghĩ rằng Ninh Quang sử dụng bộ này thì sẽ là một cái đồ chơi mới. Và biết đâu đấy thì sẽ là một cái lựa chọn thú vị. Nhưng mà Ninh Quang hiện tại giống như Noel thì anh em hoàn toàn có thể build bộ thợ săn để đi với Furina. Nó cũng sẽ tạo ra những hiệu quả rất là độc đáo. Như vậy chốt lại về cái bộ Tiếng Đêm Trong Rừng Vang này thì mình thấy là mình không đánh giá cao nó lắm. Nó chỉ hướng đến các trường hợp sử dụng cho nhân vật Navia và các team của cô ấy thôi. Còn các trường hợp khác sử dụng theo mình thấy là không quá hiệu quả. Nói chung là một cái bộ mà cũng khá là kén đối tượng sử dụng. Trường hợp của Ninh Quang thì mình nghĩ là cần phải test thêm. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy rằng Ninh Quang cũng khá là đuối rồi. Về cái bộ tiếp theo là bộ Khúc Ca Ngày Cũ. Bộ này thì tăng trị liệu 15% giống như các cái món của các cái bộ trị liệu khác. Về cái bộ bên dưới này thì nó ghi rất là dài dòng nghe. Nhưng mà mình có thể dịch một cách theo ngôn ngữ của Razer dễ hiểu, đó là khi mà người trang bị cái bộ này dù ở trên sân hay là rời sân hồi máu cho đồng đội thì trong khoảng 6 giây sau nó sẽ tích khoảng 8% của cái lượng hồi phục đó. Cái lượng hồi phục đó được tính tối đa lên đến khoảng 15.000. 8% của 15 sẽ là 1.200. 1.200 cái sát thương cộng thêm này sẽ là flash dam và sẽ được hưởng lợi bởi cái chỉ số tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, dam bonus của nhân vật. Nó giống như là cái buff của Yun Jin vậy. Đây là cái lượng dam được bốp thêm cho nhân vật ra trận trong đội. Như vậy thì mỗi khi nhân vật ra trận trong đội được hồi máu thì họ cũng sẽ được tăng cái lượng sát thương gây ra. Và cái lượng sát thương gây ra này tăng lên bao nhiêu? Với 1.200 flash dam thì mình có thể nói đơn giản như sau. Nếu có 100% dam bonus được tính thì cái 1.200 ở flat arm này sẽ được chuyển thành 2400. Nếu nhân vật có khoảng 200% sát thương bạo kích thì cái con số này sẽ tăng lên khoảng 7200. 7200 sát thương, búp cho 5 đòn đánh sẽ được tính thành khoảng 36.000 dam. Nhưng mà 36.000 dam này không phải lúc nào nó cũng sẽ nhảy ra và có thể lúc lên lúc xuống. Vậy nếu như chúng ta so sánh cái sát thương của bộ Khúc Ca Ngày Cũ này với bộ Xà Cừ thì mình thấy rằng cái lượng chênh lệch ở đây nó cũng sẽ không thật sự quá nhiều. Nhưng mà nó có thể nói rằng là bộ Khúc Ca Ngày Cũ này đang nhỉnh hơn một chút. Nhỉnh hơn một chút về sát thương thôi, còn về cái phần mô tả thì cả hai nó là dài như nhau. Và mình nhớ là cái thời điểm ra mắt cái bộ Xà Cừ ấy thì có những cái video nói rằng là cái bộ Xà Cừ sẽ đưa các nhân vật healer lên hàng top rồi nói chung là rất khủng khiếp, bá đạo này kia. Nhưng cuối cùng sau một khoảng thời gian thì cái việc sử dụng bộ Xà Cừ này nó chỉ là một cái lựa chọn. Nói chung là nó cũng bình thường thôi, nó tốt trong một vài trường hợp nhưng không phải là quá bá đạo. Và mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ dự đoán tương lai của cái bộ Khúc Ca này theo đúng cái giai đoạn mà bộ Xà Cừ đã có. Ok anh em, để chốt lại về bộ Tiếng Đêm Trong Rừng Vang và Khúc Ca Ngày Cũ thì mình nghĩ anh em cũng đã có được cái kết luận, đó là đây là những cái bộ mà đủ gió dùng cho các nhân vật mới. Nếu anh em chơi các nhân vật mới Navia hay là muốn sử dụng cho các cái nhân vật healer muốn đổi thử thì anh em có thể farm. Chứ đây không phải là cái bộ mà anh em phải farm hay là phải đầu tư tài nguyên vào. Chắc chắn là không phải như thế rồi. Chúng ta vẫn lên farm những cái bộ cũ đang ngon hoặc là đang đầu tư cho các nhân vật D-pad của anh em, với những cái bộ di vật dành riêng cho họ thôi. Vậy anh em nghĩ sao về những cái bộ di vật này? Anh em có thêm ý kiến gì thì hãy để lại bình luận nhé. Ok, cảm ơn anh em. Mình thì khi theo dõi bình luận của anh em, mình thấy mọi người thực sự rất quan tâm đến cái làng Kiều Anh này. Quan tâm từ rất lâu rồi, và hiện tại khi nó sắp update thì hẳn là mọi người muốn biết vị trí của nó ở đâu. Tất nhiên là mình sẽ không sâu ra những cái bản đồ leak rồi, mà mình chỉ có dựa vào bản đồ in-game đang có để chỉ cho anh em vị trí của nó thôi. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng là họ sẽ update một cái khu vực nào đó ở cái chỗ mình đang khoanh chuột, đó là phía bên dưới Fontaine, cái khu vực đen to rộng ấy, để nó giáp với cái phiên bản mà chúng ta vừa update. Nhưng mà thực sự thì nó lại update ở cái khu vực mà mình đang đánh dấu ở bên dưới, đó là cái khu mà có hai cái cuốc chim. Cụ thể thì nó sẽ nằm ở cái mỏ neo mình đánh dấu đây, là hai cái địa điểm. Cá nhân mình thật sự là mình thích có một cái update dành riêng cho Montat hơn là những cái update liên quan đến Liyue anh em ạ. Bởi vì sao? Không phải là mình kỳ thị Liyue đâu, mà do là mình thấy các cái khu vực khác và bao gồm Liyue nó đã có quá nhiều bản cập nhật rồi, mà Montat thì vẫn mãi chưa thấy những cái bản cập nhật đâu. Và anh em thấy là cái update của làng Kiều Anh, nếu ở cái vị trí này nó ngay gần Montat và chúng ta có thể đi từ Montat sang thì có thể coi, tạm coi đó là một cái bản mở rộng mà có một chút liên quan, đúng không anh em? Và nhân tiện liên quan đến 4.4 thì mình đã nghe về cái thông tin skin mà có thể là anh em cũng đã nghe rồi hoặc là chưa. Thì trong đó thì có những thông tin gần đây nhất, đó là chúng ta sẽ có skin của Ganyu và skin của Shenhe. Về skin của Ganyu và Shenhe thì không chỉ có thông tin mà gần đây có những hình ảnh mờ mờ nhỏ nhỏ về trang phục. Nhưng mà cá nhân mình thì mình khá là anti cái vụ leak về skin. Mình muốn xem nhà phát hành giới thiệu một cách chính thức, long lanh. Mình thích cái cảm giác đó hơn, cho nên là mình không đề cập đến những cái thông tin về hình ảnh nhé. Ngoài những thông tin đó ra thì trước đây chúng ta có thông tin về trường hợp của Zhongli và Qiqi và Xingqiu sẽ có trang phục. Về trường hợp của Zhongli và Qiqi thì gần đây mình không thấy ai nhắc đến nữa, có thể đó là một cái thông tin quá xa hoặc là nó không chính xác. Còn trường hợp của Xingqiu thì gần đây được nhắc đến là sẽ có trang phục ở phiên bản 4.4 song song với Ganyu và Shenhe, và đó là trang phục miễn phí luôn anh em. Thông thường thì như anh em biết, Genshin nó chỉ ra mắt trang phục của các nhân vật ở cái phiên bản X.4 hoặc X.8, còn các nhân vật mới thì ra mắt khá là đều đặn. Vậy với cái số lượng trang phục được ra nhỏ giọt như vậy thì đến bao giờ các nhân vật khác mới có trang phục của mình, đúng không? Nên mình nghĩ rằng là có thể là họ đang đẩy nhanh cái tiến trình ra mắt các trang phục cho nhân vật, hoặc đơn giản là cái phiên bản 4.4 là phiên bản đặc biệt, phiên bản Tết, cho nên là nó sẽ có nhiều trang phục hơn. Vậy anh em nghĩ là cái hướng nào sẽ là cái hướng giải thích đúng thì anh em hãy để lại bình luận nhé. Mình cho rằng là bộ trang phục của Xingqiu sẽ khá là hấp dẫn đấy, bởi vì những cái trang phục miễn phí của các nhân vật khác chúng ta có như là của Pete hay là của Kaya thì cũng rất là đặc sắc. Về thông tin miễn phí thì ngoài trường hợp miễn phí trang phục skin của Xingqiu ra thì ở phiên bản 4.4 cũng sẽ có miễn phí nhân vật, và đó là nhân vật mới là một cậu bé múa lân. Về tên của nhân vật này thì hiện tại đang có thay đổi khá là nhiều. Như vậy thì phiên bản 4.4 vẫn là cho anh em lựa chọn các cái nhân vật miễn phí đến từ Liyue, trong đó thì có những gương mặt nổi bật. Và yên tâm, lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái tư vấn về lựa chọn nhân vật ở Liyue thôi. Kiểu gì cũng có anh em bảo là 4.3 còn chưa update mà đã đăng những cái thông tin bàn luận về 4.4. Mình cũng thấy nó khá là xa, nhưng mà về cơ bản thì như đã nói đoạn đầu video, đó là mình cảm thấy cái phiên bản 4.3 này nó có một cái độ trầm này nó hơi, lúc đầu mình nghĩ là nó chỉ ít thôi, nhưng mà bây giờ cảm giác của mình là nó hơi nhiều đấy. Nó ảnh hưởng đến cả những cái giai đoạn thông thường là rất nhộn nhịp này của Genshin. Thì mình nghĩ rằng làm thêm một chút thông tin để anh em hóng cho nó sôi động sẽ là điều nên làm. Ok, vậy anh em nghĩ sao về những thông tin này? Anh em hãy để lại bình luận nhé. Đến đây thì mình sẽ kết thúc cái thông tin ngày hôm nay của Genshin ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Một ngày thật vui nhé anh em. Bye bye cả nhà.